Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình về út ra nhà anh Hòa các bạn. Anh Hòa hôm nay là lấy cái phường họ các bạn. Có nghĩa là góp tiền với nhau ấy. Một tháng thì có một hộ gọi là anh em trong họ lấy. Nó cũng không có nhiều đâu. Có một triệu một hộ thôi. Gọi là giúp nhau thôi các bạn. Thì thông thường sẽ vào ngày giữa tháng. Hôm nay đến lượt nhà anh Hòa thì đương nhiên là nhà anh cũng phải chuẩn bị cỗ. Giờ mời các bạn xem vào trong xem là hôm nay là có cái món gì nhá. Mình biết thì như là anh thịt con chó đấy phải. Đây là mấy mâm anh? Bốn mâm. Đây đây. Đây hai thầy đang bày thịt rồi đây. Món hấp thịt xương cho bam nhà làm những mận nướng này hấp hấp xương nấu nhựa mận không có dồi à? Có chứ có cả dồi nữa. Chó chỉ có dồi làm cái gì nó vút. Nào mà có thời gian mình đi kiến nhở? Cái kia thì mà có hơn cả thằng út. Đây là cái này đấy, cái như đánh tiết canh vét nhiều càng chết nhiều. Là cái thịt dài thằng nào ấy cứ ăn thằng trường nó bầm ra chính là nó chuối. Hơn được mà cái đấy là gì ạ? Sắn rất là bơ. Ngoài chưa? Này nó phải lế. Nhưng mà mình ăn no quá rồi. Gái luôn. Ăn luôn. Gì là? Đây. Đây nhà bá mình có mấy củ sắn rất là ngon nhưng mà hình như chưa chín đúng không? Thế chín thì cho các bạn xem. Đấy, đấy. Cái này nướng chuẩn không ấy nướng như không nướng như quả lúc nãy. Lại lần nữa. Wow. Là chín. Quả này ngon cực kỳ. Ai vẫn đang ngồi cái bó này nhịn ăn bớt đấy. Nhịn tỉ nào. Dạ không phải. Kiểu ở quê các bạn, bẻ ra xong rồi để vào cam nạp này này. Cái này gọi là cam nạp. Thử một miếng này. Đây ngon lắm. Chẳng xóa luôn đúng không? Ôi lạnh thế. Ôi nóng quá. Ăn được cái vào đây mà ăn à? Các bạn nhé. Tí tí. Không ăn đâu, đây này, ăn miếng thôi. Đây, thiện này, ốm khỏi rồi. Ăn một miếng thôi. Bở lắm. Có cả thịt bò nhé bạn. Thịt bò xào rau cần chấm với pịa phải không? Có cả pịa nhé. Có pịa mà. Quên vào bế nè. Ở nhà các chú làm các chú không bắt phèo rồi. Quên rồi. Các chú không bắt phèo chó rồi. Cái ấy đấy. Phèo chó này còn sẵn. Lòng lợn. Lòng chắc hấp quá. Nồi thịt luôn. Ở dưới là chuối. Cho mình chào con này. Cho mình chào con này. Anh Hòa hôm nay chỉ đạo thôi nhá các bạn nhá. Chỉ đạo đấy ạ, vẫn phải lao vào mà làm luôn. À vẫn phải làm. Tưởng hôm nay chỉ đạo anh em làm thôi. Thuê bao à? Thuê bao rồi con. Đi quên đường về. Chẳng tìm thấy lối về. Con đang đây chắn rồi, cháy rồi. Cháy đâu này, kia này. Mình không bận việc rồi, bây giờ mình vẫn còn ở trên Yên Bái á. Đi Yên Bái à? Dạ, đi Yên Bái á. Yên Bái đấy vậy.
phải nuôi tám vậy. Tám thì đám ba cái chuyện đấy. Sáng ăn sáng giờ hút mà say nhá. Đủ rồi đấy, cẩn thận. Vừa từ Văn Miếu về á. À. Đi. Từ Văn Miếu về tức là bơm rồi gì? Bơm rồi, nạp. Xuống đấy được bát phở ngó nò ghê. À, anh Hòa hôm nay lấy phường là được hơn 10 triệu phải không anh nhỉ? Tầm 10 mấy? 13, 14 triệu các bạn, cả tiền ăn. Tức là mỗi một hộ 1 triệu cộng với 100 nghìn tiền ăn đúng không? Thành 1 triệu 1. Anh Hòa bảo là hơn chục triệu anh chả biết làm cái gì. Lấy thêm vợ nữa thì chắc chả được. Bớt thì nó nóng. Thịt nướng 91 xiên à, 95 xiên rồi. Cái này thì lúc anh nhét chó nạc này anh cho dầu ăn. Này còn 5 xiên đấy nữa. Alo. Ừ em đi chưa? À nhanh thế. Thế nào? Đây là nhựa mận. Này đang cho thơm thật đấy. Canh chó các bạn. Tiết canh này chỉ là một bát để anh em trong chùa ăn thôi. Thắng à? Đây, tiết máu này. Con chó này bao nhiêu cân? Chó này 12 cân. Chó 12 cân nhưng mà chó dẻ các bạn ạ. Nên là nó rất là nhiều thịt. Đây, sẽ đánh hai bát tiết canh chó. Anh Hòa dạo này làm chủ sinh lý yếu phải uống cái này, ăn cái này đấy, ăn cái này. Anh Hòa hôm nay là lấy phường. Không, đâu cái này sụn rồi. Sụn là tưởng là cần cà. Cần cà thắng ăn hết rồi. Nó mới chó thắng ăn không rồi. Ồ, tiết này đông. Đông mất rồi. Ui, thấy như chó đôn cái gì rồi. Không, cái này. Được rồi, đông đông ấy rồi. Rồi. Anh kỹ luôn. Thử chứ. Mật. Mật chó các bạn. Đây cái này anh em gọi là ăn tạm thôi. Em đi. Cắt trước nha. Mẹ chết rồi. Có đây. Uống cái này đã. Đông không? Tiết canh chó. Mời mọi người nha. Chó sạch đấy các bạn. Chả biết sạch hay bẩn nhưng mà các bạn cứ bình luận ở dưới. Để mày cũng đến lượt ta. Người ta ăn mày bạn nha. Miếng mẹ là hai miếng nữa. Anh. Ngon lắm, không để thìa xuống cho người khác mới cứ có mỗi cái thìa giữ mất. Rồi cũng đến lượt ta. Ngon nhỉ. Chị Aki ơi. Đây. Ăn đi. Ăn hết một bát được chưa bà? Ăn đi. Này không được. Cho ăn chút hơi mặn. Ôi rượu mật ngon lắm. Hơi mặn. Mặn gì như này mới ngon. Đặt tử tửa đang cắt cơm. Làm tham thế. Có mỗi món này rồi. Ui thanh niên ăn ít thôi. Rồi. Hết mà thanh niên nó phòng ăn lặng rồi. Chà bố bẹo như nó. Đây bật. Còn lấy ráo này nè. Hả? Đây rồi. Đi rồi. Hôm qua mình uống rượu nó ăn chất canh mà nôn mất tí thật. Hơi mặn đấy. Ngon lắm. Anh vẫn là chứ nhưng mà còn mắc bệnh dạ nên thôi chứ. Chó nó không dù, yên tâm. Ăn miếng này à? Có chứ. À, còn ăn mạnh. Ăn cẩn thận mà đau bụng nha, cháu nha. Ngon không? Cảm giác như nào? Ngon nhưng mà hơi mặn. Đấy. Đúng rồi. Cái ăn cứ ăn này. Cái đã bình luận trực tiếp rồi nha các bạn nha. Nếu mà nhạt một tí nữa. Nó báo cái ăn thơm nó vào rồi mà bảo. Miếng thứ hai thôi. Xúc một ít cái này vào đi. Không nó tanh đấy. Còn này làm mà nhấn. Anh Hòa từ từ cho nào. Cách chuẩn luôn tên tôi. Thế là lập quách ảo đấy nha. Nghe ông chè này các bạn. Sộp. Ôi trời ngon quá. Rồi thắng xử lý nó đi. Rồi cũng đến lượt ta. Rất chi là ngon các bạn ạ. Quá ngon. Mật đấy. Thôi thế thôi nhau các bạn nhá. Rồi ăn tạm như thế này thôi. Cắt nửa vòng trăng chia làm hai quần đùi đi. Cắt nửa cái chỗ quần chun này chia làm hai quần đùi cho nó dễ chịu.
Thôi nghỉ nha các bạn nhá, tí ăn bữa chính thôi, cái này ăn tạm. Bao nhiêu? Đâu? Đặt nó. Với tôi. Cái lợn đây mà. Đó. Đó. Đúng rồi. Phải quấn vào ống kia mà. Không không quấn. Thôi thôi. Chả quấn nữa. Ôi, sao lợn cái lên. Quấn cái dừa này lâu ăn lắm. Nó chảy nước ra. Đó, cái này nước tiết trong này ai ăn không hơn. Các chú giỏi, các chú định làm anh cái món này không phải giống rồi. Đấy, thịt chó. Thôi nghe cho là nó phải tăng giá thêm cho luộc. Hôm nay được rồi. Hết rồi. Thôi bây giờ thì nhiều người ta thích món ướt mà có thích món khô lắm đâu. Sao biết? Cho cái. Ôi giời, ướt mới thích cho nó khô à, thích cả. Thích món ướt hơn mà. Mình cũng thích ướt thôi. Ai thích ướt, chả thích khô hết. Mấy anh em bắt đầu rồi. Để ra ngoài không phu. Ủa xíu, cái đàn đĩa này. Cái này hơi bụi thôi. Cho vào nhiều mận nhé các bạn. Mận. Vẫn có cơm nhưng mà ăn bún trước các bạn. Bún chó. Chín chưa? Rồi, chín chưa? Sang năm Út gọi mình vào làm canh nữa em nhá. Giờ này anh mới đến nhá. Cứ xôi ra đi, cứ quay lối chuỗi anh chắc chắn này quay dù mắt. Đây nhiều mất rồi. Không có trưởng phường thì mình là trưởng lấy này. Tự lấy, tự làm, tự lấy thôi. Anh chới mà chớ hơi quá. Đây, thịt chó rất là nạc các bạn. Đúng vậy, cái đấy mà không có gì tí. 5 tháng rồi vậy. Tháng rồi. Từ khi có vợ chẳng thò đi đâu. Thế là làm sao mình cứ phải hiểu. Mình cũng phải đi chỗ này chỗ nọ đi làm gì. Cái này vẫn là nhai nồi à cái. Đúng rồi, đúng rồi. Xúc chỗ nào đấy mà đặt loãng thế? Đây bọn mình hay có cái món này các bạn ạ. Bịa. Đấy. Chỗ này. Vàng. Tức là hôm nay sẽ là mỗi một mâm một đĩa này các bạn. Một đĩa này. Một đĩa thịt rồi chó này. Thịt nướng này. Thịt hấp này các bạn. Đấy. Với lại một đĩa nhiều mận nữa. Cộng thêm là thịt bò nữa. Chưa bảy trận. Kể vậy. Bò xào nữa các bạn. Bò xào cho mấy pịa cũng đang nấu pịa. Cái này không có ruột nên là đây chuẩn bị là nộp tiền đấy các bạn. Ấy là ông Hạnh. Ông Hạnh 1.100.000. Vâng. 1.100.000, nhà nào thiếu 100 là đợt trước anh Hòa đi là không đi đúng không? Đấy, không đi tiền ăn. Đúng rồi. Nhiều tiền thì hôm nay. Ủa? Hôm nay có hơn 10 triệu. Các cụ lên chưa? Một nhà. Những cái dấu nhân chưa có. Ba nhà. Thế còn thiếu còn ba nhà đúng không? Bốn nhà. Một thằng và bột nhá. Bột nhá mẹ ăn. À phượng nữa gì? Có. Một này. Anh Hòa đang kiểm tiền này. Thượng hai hôm đấy. Đấy mới khổ chỗ anh Quyết nữa đúng không? Đấy chuẩn bị ăn cơm nhé. Mâm phường thì là có 2 mâm thôi, còn lại là gia đình thôi. Mà phường hôm nay đi cũng không được đầy đủ. Còn thiếu một số anh em nữa. Chắc gửi tiền về sau. Hòa anh đang chào mâm dưới này các bạn. Đây những cái món chính như lúc nãy chia sẻ với các bạn rồi này. Thịt bò xào này. Da thôi không phải thịt. Có cả thịt đấy. À, chiều em. Chiều vào nhớ chiều này. Vào mà ngủ nhá. Chú cứ xem đây, xem ai ngủ. Có cả bát bịa do to ở giữa nhỉ. Rồi. Mời anh em nhá. Hôm nay mà có chụp phường nữa thì lại đẹp luôn. Ủa đây này. Hôm nay là anh Hòa có tiền rồi. Mời tất cả anh em nhá. Mời các bạn nhá.
này. Monaco chắc thử làm mấy hai con nhân viên mà. Đây mời các bạn nhá. Hôm đấy sợ mình không đứng dậy được, khó lắm. Đấy, làm chén đầu tử tế đi. Ở đây chén chén đầu tử tế nhá. Chén sau thì tung tăng nhá. Em bảo cái mật chó lúc nãy để bây giờ uống phải ngon không? Út dúng này. Đáng không cái chuyện này đáng không? Đáng à? Đây cho xuống dưới. Mấy anh em làm nào? Ôi trời ơi, thì mời các bạn đi làm một miếng thịt thịt đi. Mà cái phơi sớm. Phải sớm mới rét nó thế rồi. Cái này hơi loãng nhỉ, không cho giấm mẻ đúng không? Có giấm mẻ luôn. Kiểu. Đây. Đáng nhẽ lúc nãy anh phải cho một tí cái gan này vào đây. Cái này anh bảo. Ngon thế. Đắng đắng ngâm ngâm. Cái này giao chú nhưng mà chú này đẹp. À đấy thấy chưa? Chán đến đi đến lại vẫn thiếu cành chuối. Bây giờ mới đủ đúng không? Đủ rồi. Quang giao ly sớm đấy. Giao ly sớm đấy. Bọn này chảy nhiều. Ngày hôm qua mình mệt quá các bạn ấy. Nên là mới ăn hai miếng mà hai chén đầy như này các bạn. Chết nào được. Uống để sống này đúng không? Uống để sống nhé. Vâng. Mấy người có quá quá. Chú Thanh bạn. Thịt chó chấm mắm tôm các bạn. Chú nói ăn xỉn tí lại. Uống hôm vào thế này nhỉ? Đội ăn trực nhau. Ăn trực, ăn trực, ăn trực. Hôm nay là bọn mình là ăn trực thôi. Ăn trực ở nhà anh Hòa đây mà. Đâu hôm qua thông cảm cho Út đâu, hôm qua phải đi xa. Đi tìm vợ. Không, nếu mà đi ngủ nhà vãi thì bảo anh mà có khi em về muộn nhá, có khi anh còn được một câu đấy không? Chán thật, qua rồi chẳng có sợ. Con chó này là 12 cân à? Chưa được. Nghe Vấn bảo là nghe Thắng về bảo là 11 cân 8 lạng là tính, nhưng bảo là tính thêm 2 lạng tải nữa cho tròn 2 cân à. Bảo là bán giá 90 rồi thôi. Tháng rồi thôi, đành ngon ngủ vào đấy thôi. Há miệng mà quài. Mà quài rồi. Bán, nghe bảo là bán 90 thì thôi biết làm nào. Anh em ở từ đây nhìn sang kia nó bật điện thế nào mình biết rồi. Thôi thì dặn rồi cũng đành thôi, nhắm ăn nhắm mũi lấy cố. Cái này cho mấy cái này rất là hợp các bạn. Cái món pịa này này. Tí nữa có khi là bọn mình còn phải chan cơm để ăn cơ. Rất là ngon. Ô thế này chứ. Mình nhìn chán ghê đấy Út đồng ạ. Đùa. Anh bảo rồi lần sau đi đâu thì phải... Có anh đi theo đúng không? Giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Thế này thì anh bảo vâng thôi thì em nó không gánh được thì để cháu gánh hộ. À, đấy, nghe không? Nói chuyện mong vãi lại thế này. Để chồng cái đầu này vuốt lên này anh tưởng là nó bị dù lúc đấy. Cái chỗ đấy mới là khổ ấy, anh sợ nhất là cái chỗ phỉ như chỗ dọa ấy. Chỉ từ lúc nào vẫn ngon. Vẫn là thôi nốt trên này mình xin phép là dừng máy đó các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh em bọn mình. Không phải là giả cho Vân Liên thì nó không nhận nữa. Nhưng mà cái này chẳng qua là tại mình chứ mà nó bảo là thịt hôi là thế nào gạo. À rồi đúng không? Giả được. Đấy đúng không? Phải không? Không biết làm mà ăn thì nó không ngon đấy chứ. Nó không đủ. Bây giờ